chào các bạn, cuộc sống về hưu xin mến chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay là ngày 21 tháng 12, bây giờ là vào ban đêm đó các bạn. Thì năm nay mình không có đi ra ngoài vòng vòng cái khu nhà ở để mà mình quay người ta trang trí đèn Noel ở trước cửa đó các bạn. Nhà mình năm nay cũng không có ra ngoài làm gì hết. Năm nay thời tiết nó tuyết rơi nhiều mà năm nay lạnh hơn mỗi năm nữa, thành ra không dám đi ra ngoài các bạn. Thì hôm nay con mình nó mua tích kẹt để mà đi vô cái khu này, là mùa hè là người ta tổ chức cái lễ hội Stampy đó các bạn. Thì đi vô đây để mà coi người ta trang trí đèn Noel đó, thì sẵn đây mình cũng quay ở trong đây cho các bạn xem. Thì trước nhất là mình muốn chia sẻ với các bạn vào mùa đông mà người ta ở bên đây người ta trang trí đèn Noel rất là đẹp. Hơn nữa là mình muốn gửi đến cho tất cả các bạn và gia đình một mùa Giáng sinh an lành, một đêm Noel thật là đầm ấm bên gia đình. Các bạn luôn luôn lúc nào cũng vui khỏe, bình an trong cuộc sống mỗi ngày. Hôm nay lạnh quá các bạn ơi. Các bạn ơi, đây là cái bảng số mà người ta chỉ cái dân, tổng cộng cái dân số trên thế giới á, là 7 tỷ 789 triệu 502 792 người. Coi như nãy giờ mình đứng mình xem là mình thấy một chút xíu là cái con số này nó nhảy lên, tất nhiên là cái người mới sinh ra là cái dân số nó tăng lên đó các bạn. Đó, đây là cái dân số của thế giới đó. Wow. Bây giờ mình vô trong rồi nó các bạn, vô trong trong đây thì nó ấm áp quá. Ở trong đây thì người ta có bán đồ lạnh đồ nữa. Áo lạnh rồi nón bao tay rồi nè các bạn đó. Rồi bên đây người ta cũng có những cái gian hàng mà người ta bán đồ trang sức nữa nè các bạn. Cái này là nó không phải là vàng thiệt đâu, không phải là riêu đâu. Đồ trang sức cái này là kẹp tóc. Hồi nãy gặp một cái anh đó cũng là người Việt đó. Rồi thì hồi năm rồi anh có đi vô đây, anh nói hồi năm rồi người ta trang trí đẹp lắm. Năm nay anh nói là năm nay là cái công ty này là công ty khác rồi, nó làm không có đẹp bằng năm rồi. Hồi năm rồi thì gia đình mình không có đi, mình đi sở thú các bạn, ở trong sở thú thì nó đẹp lắm. Mà vô trong sở thú thì mình đi ở ngoài trời đó, lạnh lắm. Một gói quà đẹp quá chừng luôn, một gói quà ở trong đó là có sáu cái món gift ở trong cái hộp quà này đây, đẹp chưa? Cái này đứng ở trên và hát nhạc Jingle Bell đó các bạn. Các bạn ơi, trong đây đẹp quá.
cái này mình nhìn cái cách trang trí này là năm nay cái công ty này là của người Ấn Độ. Tại vì mình nhìn có những cái design đó nó giống như là cái những cái lâu đài của người Ấn Độ đó các bạn. Những cái chùa, những cái lâu đài của người Ấn Độ đó. Đẹp quá đẹp. Những cái dù này là của người Nhật. Đẹp quá. Người ta làm những cái đèn này nó người ta giả rồi người ta làm bằng cái giống như là cái hoa tulip đó các bạn. Đẹp ghê không? Đó. Người ta làm cái cổng để mà đi vô xếp hàng đi vô cái trend này các bạn. Xe trend này nó có tổng cộng là 4 toa. Dễ thương quá. Đi xe train. Xe train thích quá. Cho được mấy bao biết. Thêm một vòng nữa hả? Chắc là cho đi ba vòng. Phải không? Chắc vậy. Hello, Mickey. Ở trong đây có Santa đứng đây để mọi người vô chụp hình với Santa đó. Thương chưa? Trong cái chỗ này nó trang trí nhiều nước khác nhau lắm các bạn. Có Ấn Độ, có Nhật. Cái này là của Anh nè, cái này của Anh Quốc nè các bạn. Chứ không phải một nước, ban đầu mình tưởng là Ấn Độ không, mà không là nhiều nước.
mình thấy những cái shop ở trong đây đó các bạn, nó không có đông khách, tại vì đồ ở trong đây nó mắc, thành ra người ta cũng ít có vô đây, người ta vô đây người ta coi đèn thôi, người ta không có cũng không mua cái gì nữa. Nhưng mà ở trong đây mình thấy là nó không đẹp bằng ở sở thú các bạn, tại vì ở sở thú nó người ta trang trí ở trên cái cây thiệt á các bạn, thành ra nó nhiều cây rồi nó làm đẹp hơn nhiều. Nhưng mà trời này không ai đi ở ngoài nổi hết, thành ra vô đây thì nó ấm áp. Thôi vài phút để chia sẻ cái video mà cả nhà mình đi coi đèn Noel ở trong cái khu Stanby trong đây, để chia sẻ đến các bạn, gửi đến các bạn xem cho vui. Chúc các bạn một mùa Giáng sinh an vui, hạnh phúc bên gia đình, bên người thân. Chào các bạn. Bye bye.